Chào tất cả các bạn, hôm nay thì Trung.vn sẽ quay trở lại với các bạn với một chủ đề khá là quan trọng. Đó là chủ đề ỉn lẹo, tức là đồ uống. Trong bài nó có một số cái từ mới và xin mời các bạn sẽ luyện cùng với mình nhé. Từ đầu tiên, khửa lựa có nghĩa là coca. Ôi em khư khửa lựa, tôi muốn uống coca. Nếu em khư khửa lựa mà, bạn có muốn uống coca không? Đúng không? Pí chiểu là bia. Của ba bà hấn xỉ khoan khưa pí chiểu. Bố tôi rất là thích uống bia. Ní xỉ khoan khưa pí chiểu mà. Bạn có thích uống bia không? Uống mẩy thế. Tâu bê lẻm. Tâu khưa lẻm bê pí chiểu. Uống mẩy thế. Tôi mỗi ngày tâu khưa đều uống lẻm bê pí chiểu. Tức là hai chai bia. Chúng ta có tiếp một từ khác đó là gì ạ? Níu nải nghĩa là sữa bò. Níu là con bò, nải là sữa của nó. Của tì thì mẻ thiên tâu yêu khơ níu nải. Em trai tôi ngày nào cũng phải uống sữa, đúng không? Ngoài ra chúng ta có một cái gì? Phú tháo chư tức là nước, nước nho. Lấy về phú tháo chư cho một cốc nước nho. Bài sư khở lơ là Pepsi, khở lơ là Coca. Bài sư khở lơ là Pepsi Coca. Đối nghịch với nó sẽ là gì? Khứa khẩu khở lơ, tức là Coca Cola. Hai hạng đánh nhau bao nhiêu năm vẫn chưa ngã ngũ. Ta có một cái thứ đồ uống nữa, đó là gì? Mắng của chư là nước sinh tố xoài. Nữ nhân khấn chỉ khoan khưa mắng của chư. Phụ nữ rất thích uống sinh tố xoài, ví dụ thế. Nín mắng chư tức là nước nước chanh. Nín mắng quả chanh. Nín mắng chư tuê phí phụ khấn họ. Nín mắng chư nước chanh tuê phí phụ rất là tốt cho da, phí phụ, ví dụ thế. Ta có là pua lúa chư tức là nước dứa. Pua lúa chư khấn hào khưa. Pua lúa chư khấn hào khưa tức là nước dứa uống rất là ngon. Chúng ta đi tiếp. Ta có chảo mấy chư tức là gì? Nước dâu tây. Nì khưa chảo mấy chư khái sư nín mẫn chư. Bạn uống nước dâu hay là uống nước chanh? Ủa khưa chảo mấy chư tụi mình uống nước dâu, ví dụ thế. Và sau đây thì chúng ta đi thẳng vào hội thoại giao tiếp của một bài nói về ỉn lẹo. Các bạn luyện cùng mình. Phụ đâu lái lơ em đến đây. Nhì yêu khưa什么 anh muốn uống gì ạ? Lấy y bình máu thái chiểu cho một chai rượu mao đài. Y bay một cốc xoan nải. Xoan nải là sữa chua, xoan là chua. Y bay xoan nải một cốc sữa chua. Y bay chấm chư một cốc nước cam. Chúng ta tập lại câu này. Lấy y bình máu thái chiểu. Y bay xoan nải. Y bay chấm chư. Nì khái hào phía tầm ma. Nì khái hào phía tầm ma. Anh còn muốn cái gì khác không? Chạy lại cơ của phán cho thêm một đĩa hoa quả nữa đi. Chạy lại cơ của phán. Thế thì người phụ người ta sẽ nói sao nhỉ? Chỉnh sao tầm. Sau khi người ta lấy đồ ra là kế nỉ mân. Người các anh ạ, mình ăn xong mình kêu sao? Mình uống xong mình kêu sao? Mải tan hoặc là xoan trạng. Mải tan hoặc là xoan trạng. Mải tan xoan trạng, một trong hai. Ý cùng 44 khoại, tổng cộng 44 đồng. Kế nỉ chế, gửi bạn tiền. Xie xie, cảm ơn. Xie xie, zài lái, lần sau lại đến nhé. Cái bài về ỉn lẹo. Này thì mình lấy nội dung ở trong quyển giá trị bổ sung. Đây là quyển mình tự biên soạn ra. Về nhà, việc của bạn là gì? Về nhà việc của bạn là sẽ làm lại một cái khoa thí như thế này, giống như cái clip mình vừa hướng dẫn các bạn.
Cách làm thì nôm na như sau. Các bạn có thể bật máy quay lên hoặc là bật điện thoại di động của bạn lên hoặc nhờ ai đó quay hộ, đúng không? Ta chào hả, chào tất cả mọi người. Chi tiết của tôi khoa thí sư. Hôm nay chủ đề của tôi là ỉn leo, đồ uống. Của chị gơ cà phê quán. Tôi đến một cái quán cà phê của quận Phú Yên. Tôi hỏi phục vụ đâu? Cô Yên chịu, cô là người phục vụ đến Tha Xua. Nhớ mình họ chắc các anh, nhớ mình yêu khứa sớm không? Các anh muốn uống gì? Ủa xua lấy bình máu thái chiều, ít bề xoan nải, ít bề trứng chứ. Chạy lại cơ của phán Tha Quân ủa. Anh ấy hỏi tôi, nhớ mình khái yêu sớm không? Các bạn còn muốn cái gì khác không? Nhớ mình khái yêu bía thơm mà. Ủa xua cú yêu là mải tam ý cùng ít bài khoản tổng cộng 100 đồng. Kế nhị chén, cảm ơn bạn. Xie xie, xe sư chạy lái. Ủa căng căng cân ta cha xôi xôi cơ khoa thí. Tôi vừa nói các bạn một cái chủ đề nà sư ỉn leo. Xie xie ta cha thi ngồi xua. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi nói. Vậy là xong. Các bạn đã xong được một chủ đề. Sau đó các bạn viết tay cái chủ đề đó ra, gửi vào nhóm của lớp học tiếng Trung online. Và tôi đã có trách nhiệm sửa được các bạn. Tiếng Trung.vn. Chúc các bạn học tiếng Trung thành công.